Xin kính chào quý cô bác anh chị, quý vị đang theo dõi chương trình Chuỗi Ngọc Mân Côi do Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston phát hành. Con là Linh Mục phê -rô Phạm Duy Khánh, một cổ động viên của Hội Mân Côi thuộc Phụ Tỉnh. Và kính thưa quý vị, trong những số này chúng ta đang tìm hiểu về lòng sùng kính kinh Mân Côi của các đức giáo hoàng để nhờ đó chúng ta cũng nuôi dưỡng lòng sùng kính kinh Mân Côi. Và số này chúng ta sẽ tìm hiểu về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, 15 chứ không phải 16, thứ 15 với Kinh Mân Côi. Để bắt đầu chúng ta xin mẹ Mân Côi cùng hiện diện với chúng ta và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Nhân danh cha và con và thánh thần Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc đấy Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm từ. Amen. Amen. Nhân danh cha và con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý cô bác anh chị, nếu mà chúng ta có thể nói một cách tóm tắt về Đức Benedicto thứ 15, chúng ta sẽ nói đây là một vị giáo hoàng của hòa bình, của hòa bình tại sao chúng ta lại nói rằng là đây là vị giáo hoàng của hòa bình bởi vì cái triều đại của ngài bắt đầu và tiếp tục tiến triển trong cái kinh nghiệm đau thương đầu tiên của nhân loại của con người kinh nghiệm đau thương đầu tiên đó đó chính là chiến tranh thế giới lần thứ nhất chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã làm cho nhân loại Ngộ ra một cái điều đó là chúng ta có thể mang lại sự khủng khiếp cho nhau như thế nào? Và những cái di chứng của chiến tranh nó ảnh hưởng trên nhân loại ra sao? Do đó trong cái triều đại giáo hoàng của mình thì uh, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 Ngài đã cố công để cho cứu vãn cái hòa bình và trật tự trên thế giới. Và thông điệp đầu tiên của Ngài đó là thông điệp mang tên Ad Beatissimi Ad Potorolum ban hành vào ngày 1 tháng 11 năm, 2000, năm 1914 là để kêu gọi hòa bình. Và Ngài mô tả chiến tranh đó là một cái cuộc thảm sát vô ích và làm cho rằng là chiến tranh thế giới là thứ nhất là một cái thảm kịch đen tối của nhân loại đen tối của nhân loại và do đó đức giáo hoàng benedicto bên cạnh cái việc mà một cổ động viên không mệt mỏi cho hòa bình thế giới ngài còn là một vị giáo hoàng khởi xướng tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kỳ tô hữu và ngài cũng là người thành lập bộ các giáo hội đông phương và bộ Uh, và cái bộ giáo luật cũng được ban hành dưới cái triều đại của ngài. Mỗi năm khoảng cỡ tháng 2 chúng ta thường có một cái tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu và đỉnh điểm đó là cái ngày lễ mà chúng ta mừng kính lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại. Thì cái nguồn gốc của nó được bắt nguồn từ Đức Giáo hoàng Uh, Benedicto thứ 15. Và nhưng bên cạnh cái việc mà ngài nổi danh là một người uh, một 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 uh, vận động viên một cổ động viên rất nhiệt thành cho hòa bình như thế thì đối với anh em đa minh của chúng con chúng con ghi nhớ ngài rất nhiều trong cái dịp mà mừng 700 năm Ờ uh, 700 năm ngày qua đời của Thánh Đa Minh vào Thánh Đa Minh qua đời vào ngày mùng 6 tháng 8 năm 1221 thì một vào ngày 29 tháng 6 năm 1921 có nghĩa là bây giờ năm vừa rồi chúng ta đã vừa mừng kỷ niệm 800 năm ngày tạ thế của Thánh Đa Minh rồi đấy. có nghĩa là mọi chuyện đã chảy nó nó đã xảy ra cách đây cả trăm năm rồi thì Đức Benedicto thứ 15 đã ban hành thông điệp Fausto Appetente Die có tên là Đang khi chờ đợi ngày hồng phúc. Và trong đó thì đây là cái thông điệp cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 15. Và trong cái phần mở đầu thì Đức Thánh Cha đã ôn lại kỷ niệm về vị thánh giảng thuyết được an táng tại thành phố Bologna, nơi mà Ngài đã từng làm giám mục. Kế đó, Ngài nêu bật ba đặc điểm của công cuộc giảng thuyết của thánh nhân. Đặc điểm thứ nhất, đó là đạo lý vững chắc. Đặc điểm thứ hai, đó là thánh nhân luôn trung thành với giáo hội. với Và đặc biệt thứ ba, đó là lòng thảo kính đặc biệt của thánh đa minh với cả đức trinh nữ Maria. Trong chương trình lịch trình này chúng con không có có cái cái tham vọng là đọc lại cái thông điệp của Đức Biển Đức thứ 15 ban hành vào năm 1921, nhưng con chỉ muốn đề cập một chút xíu về cái đặc điểm thứ ba mà Đức Biển Đức thứ 15 khi mà nói về Thánh Đa Minh, đó là lòng thảo kính đặc biệt với Trinh Nữ Maria. Lòng sùng kính của Đức Maria của Thánh Đa Minh dành cho Đức Maria được đánh dấu đặc biệt với việc truyền bá kinh mang kinh minh mân côi và mang lại biết bao kết quả cho cái công việc tông đồ. Ở đây trong đó ở trong cái thông điệp đó thì uh, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 15 viết như thế này. Hẳn là Đức nữ hoàng Thiên Quốc rất vui với lòng mộ mến của tôi tớ mẹ và chúng ta dễ dàng hiểu rằng qua cha đa minh, mẹ truyền dạy cho toàn thể giáo hội là hiền thê của con mẹ về kinh mân côi rất thánh. Lợi, cất lời cầu nguyện bằng kinh mân côi trên môi miệng và với cả con tim, suy niệm đặc biệt với các mầu nhiệm thánh, đọc 15 lần lời kinh lạy cha. Xin mở ngoặc chỗ này là lúc bấy giờ chúng ta chỉ có 15 ngắm mà thôi. Mãi đến năm 2002 thì Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị mới ban hành thêm, mới ép thêm vào năm màu nhiệm sự sáng. Đọc 15 lần lời kinh lạy cha, lặp lại nhiều lần, nhiều chục lần kinh kính mừng là cách thức thông dụng nhất để thúc đẩy và duy trì đức mến và các nhân đức khác nơi tín hữu. Vì thế, Thánh Đa Minh đã truyền cho anh em của Ngài, khi giảng lời Chúa thì hãy giúp mọi người ghi nhớ cách thức cầu nguyện bằng kinh bân côi đón hưởng ơn ích của lời kinh này như chính Ngài đã cảm nghiệm. Thêm vào đó, cha Đa Minh còn thấu hiểu uy quyền của mẹ trước nhan Thánh Chúa. Bất cứ ơn lành nào Chúa ban cho nhân loại, thì chính mẹ sẽ cộng tác để chuyển trao. Cha Đa Minh cũng nhận biết mẹ Maria rất nhân lành và hay thương xót. Mẹ hằng cứu giúp những ai lầm than khốn khổ. Mẹ chẳng bao giờ từ chối những người thành kính chạy đến kêu cầu. Vì vậy, giáo hội vẫn xác tín và khẩn cầu Đức Maria với tước hiệu Mẹ của ân sủng và của lòng thương xót trong mọi trường hợp và cách riêng là khi nguyện kinh Mân Côi và ở phần kết cuối cùng của thông điệp thì Đức Giáo hoàng 10 uh, thứ biển Đức thứ 15 còn nói thêm: "Cuối cùng, chúng tôi ước mong rằng tất cả các con cái của Thánh Đa Minh hãy cố gắng phổ biến, khích lệ các tín hữu đọc kinh bân côi mà chúng tôi theo gương vị tiền nhiệm là Đức Leo thứ 13 hết lòng mời gọi trong thời kỳ thử thách này. Nếu được như vậy, chúng tôi nghĩ rằng việc kỷ niệm Bách Chu Niên này thật sự mang lại hoa trái. Nói như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em con đứng đây thì con thấy là mình không làm cái gì sai cả. Mình chỉ đáp lại lời kêu gọi của các đức giáo hoàng dành cho con cái của Thánh Đa Minh khi cố gắng làm sao phổ biến Kinh Mân Côi và thúc đẩy lòng sùng mộ Kinh Mân Côi ở nơi tín hữu. Và tới đây thì con xin uh, uh, nói về một chút xíu về những cái tư tưởng của Đức Biển Đức thứ 15 khi mà Ngài đề cập đến Kinh Mân Côi. Ngài nói lời cầu nguyện của kinh mân côi là hoàn hảo vì những lời khen ngợi mà nó mang lại những bài học mà nó dạy những ân sủng mà nó có được và những chiến thắng mà nó đã đạt được trong đó chúng ta thấy rằng là ngài đề cập đến thứ nhất những lời khen ngợi ngợi khen thiên chúa thứ hai những bài học thứ ba những ân sủng và cuối cùng là những chiến thắng tất cả những cái điều này nó lại là một cái lối nói khác về những cái hiệu quả của kinh mân côi mà trong những cái bài trước chúng ta đã tìm hiểu. Thứ hai, Đức Biển Đức thứ 15 còn nói, kinh mân côi là lời cầu nguyện thích hợp nhất để nuôi dưỡng lòng đạo đức rộng rãi và mọi nhân đức. Khi mà quý ông bà và anh chị em chúng ta muốn thăng tiến trên cái đàn nhân đức thì cái phương tiện để chúng ta thăng tiến đó là sự cầu nguyện cùng với kinh mân côi. Đó là điều hiển nhiên mà Đức Biển Đức thứ 15 đã khuyên nhủ chúng ta. Rồi Ngài còn nói tiếp, các giáo hoàng La Mã đã không bỏ qua một dịp nào để tuyên dương kinh mân côi và đã làm phong phú nó bằng các tông huấn, bằng các thông điệp và những cái điều mà Đức Biển Đức thứ 15 này cố công cũng chỉ là tiếp bước những cái công việc của các vị tiền nhiệm là các Đức Giáo Hoàng đi trước. Và cuối cùng thì Ngài nói chúng tôi mong muốn đây là một sự quan tâm đặc biệt của dòng đa minh truyền bá và sử dụng thường xuyên kinh mân côi nơi những kỳ tô hữu. Chúng tôi khuyến khích điều này trong những cái thời buổi khó khăn như con đã thưa. Đức biển Đức thứ 15. Ngài quản trị giáo hội trong cái giai đoạn khó khăn đó là Thế chiến lần thứ nhất. Và khi mà con đang nói cái điều này thì chúng ta cũng có thể mường tượng ra thấy sự nguy hiểm giữa những cái xung đột đang diễn ra nơi này nơi kia ở trên thế giới và rất là cần thiết để chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong những cái lúc khó khăn như thế này. Và điều này được ủy thác cho những con cái của cha thánh Đa Minh. Đó là các linh mục, các tu sĩ, các nữ tu và đó cũng chính là quý ông bà và anh chị em những người giáo dân Đa Minh, đặc biệt là những người giáo dân Đa Minh, những người gần gũi với dòng Đa Minh như là những cái thành viên trong hội nuôi dưỡng ơn gọi. Chúng ta phải nhìn thấy cái trách nhiệm của chúng ta ở trong đó. Một mặt chúng ta hãy cầu nguyện với Kinh Vân Côi. Nhưng một mặt khác chúng ta hãy trở thành những vận động viên, những cổ động viên, những người truyền bá Kinh Vân Côi đó, sùng mến Kinh Vân Côi đó ở ngay trong chính gia đình của mình, trong chính nếp sống của mình, trong những cái hình ảnh mà chúng ta sáng sáng chiều chiều chúng ta ngồi với nhau đọc kinh mân côi trước thánh thể chúa cùng với nhau hoặc hay là một cách riêng tư và giáo hội đang cần chúng ta giáo hội đang mời gọi chúng ta xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới thân ái chào tạm biệt quý vị